Thiên Ngân xin kính chào quý vị đang theo dõi trên đài Vietface TV 55.3. Hôm nay Thiên Ngân và anh Bảo Võ có mặt tại chùa Đạo Quang tại Garland. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Thiên Ngân đứng trong chánh điện của chùa Đạo Quang, gặp tất cả mọi người đến để cầu nguyện, cầu siêu và cũng như là cầu cho một năm mới an khang thịnh vượng. Và sau đây xin mời quý vị cùng với Thiên Ngân theo dõi phần phóng sự này. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tăm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hương. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Tết thường là dịp để mọi người cùng nhau đi lễ đầu xuân, vừa cầu mong cho gia đình an khang thịnh vượng, vừa vãn cảnh chùa để tâm hồn thư thái chào đón một năm mới yên vui thái bình. Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh. Đến với cửa chùa ngày Tết, người ta dường như là bỏ đi hết những cái cũ mà mong chờ vào những điều mới tốt đẹp hơn. So những năm đã qua có rất nhiều khốn khó. Theo quan niệm của đạo Phật, đi lễ chùa vào đầu năm là nhằm hướng đến vạn sự hạnh thông. Đến với chùa với nhiều mục đích, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, cầu cho sức khỏe cho bản thân và những người thân trong gia đình. Cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên, nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Nhưng nói chung, khi đến với chùa Đạo Quang, mọi người đều mang theo tấm lòng thành kính. Từ đó họ tìm đến với đức tin, sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. Ai cũng tin tưởng vào năm mới với lời khấn nguyện thành tâm đến các đấng linh thiêng. Đi lễ chùa vào những ngày đầu năm mới là một nét đẹp truyền thống tâm linh của người dân Việt Nam. Người ta đến chùa để hướng về cõi Phật, cầu mong một năm mới bình an như ý. Đến cửa chùa những ngày vào đầu năm mới, người ta sẽ nhận ra được tuổi tác, định vị như bị xóa nhòa. Tất cả đều gặp nhau ở miền tâm thức, linh thiêng. Những điều đó đã làm tôn lên vẻ đẹp truyền thống của người Việt và mãi là nét chấm phá trong những ngày đầu năm. Vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Thưa quý vị khán thính giả, đứng bên cạnh Thiên Ngân là thầy trụ trì ở chùa Đạo Quang. Dạ, xin thầy chào, gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ. Vietface vậy. Dạ, Vietface TV. Kính thưa quý vị khán giả của đài truyền hình Vietface TV, nhân dịp năm mới, đại diện chùa Đạo Quang kính chúc quý vị cùng toàn thể nhân viên trong đài, cùng các khán giả của đài Vietface TV một năm mới mậu tuất an lành thịnh lạc. Xin chúc quý vị đầy sự may mắn, cát tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy ơi, thầy cho con biết cái nội dung chương trình của ngày mùng 1 Tết và những ngày Tết sắp tới là như thế nào, thầy có thể chia sẻ cho con với lại quý vị khán giả theo dõi chương trình ạ. Ngày mùng 1 Tết là ngày truyền thống của năm mới Việt Nam, nhưng mà năm nay là kỷ niệm 20 năm thành lập chùa Đạo Quang, cũng là cái kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát ở Huế trong Tết Mậu Thân. Kính chia buồn và thắp một nén hương để cầu nguyện cho tất cả hương linh được vãng sanh cảnh giới an lạc. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Thiên Ngân xin kính chào chị. Xin chị cho Thiên Ngân biết quý danh chị tên gì và chị gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ vâng, mình tên là Vĩ Lê, mình là xin chào tất cả Phật tử ở chùa Đạo Quang. Mình là Phật tử của thầy được 15 năm rồi. Mình xin chúc mừng tất cả, chúc mừng năm mới tất cả đến quý khán giả Phật tử, nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, một năm mới dồi dào. Xin cảm ơn. Chị ơi, chị có thể cho em biết là cái cảm nghĩ của chị là vào ngày sáng mùng 1 Tết khi thấy mọi người đến chùa rất là đông như vậy thì chị cảm nghĩ như thế nào? Mùng 1 Tết theo mình thì rất là linh thiêng, mình phải đi chùa lễ Phật và xin cầu những điều may mắn đến cho mình và gia đình và những người thân thương và tất cả. Mong đầu năm cuối năm gặp may.
chào sư cô. Dạ, sư cho con biết là sư quý danh sư tên gì, và sư cho con biết là cảm nghĩ của sư như thế nào trong ngày tôi hôm nay, và gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là sư cô Nguyên Niệm. Ngày hôm nay là ngày đầu năm, ngày New Year, ngày Tết của mình, rất là linh thiêng. Từ tối hôm qua, từ ngày hôm qua tới hôm nay thì chùa làm giao thừa, rồi múa lân, rồi ca nhạc, và chiều nay cũng có văn nghệ nữa. Dạ, và cô thấy đông đủ chư tăng không, mời tới gần 50 vị chư thái. Dạ, năm nào cũng đông như vậy đó, cho Phật tử có phước. Dạ. Thì cái ngày đầu năm của mình thì cô biết rồi, mình luôn luôn là welcome, mình luôn luôn háo hức mong chờ, rồi gặp mình đi lễ chùa, rồi gặp thân bằng quyến thuộc. Dạ. Thì cái rồi hồi sáng này tôi giới thiệu mứt sen với mứt gừng, rồi mứt dừa cho mấy ông sư thái nè, mấy ông không biết nha. Đó, để là ngày chúng tôi ngày đầu tiên của năm, thành ra cũng như thân bằng quyến thuộc rồi họp nhau lại ngồi ăn mứt rồi uống trà như vậy đó. Và cái tục lệ của mình đó, và ăn bánh chưng nữa, giới thiệu bánh chưng nữa, bánh tét nữa. Thì xin kính chúc tất cả quý khán thính giả và lời chúc đầu năm bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh, gặp mọi điều may mắn và gia đình an vui. Con cảm ơn sư. Em tên Lan. Chị tên Lan. Chị đến chùa này thường xuyên không ạ? Dạ, thường xuyên, mỗi chủ nhật. Chị có cảm nghĩ gì khi mà chị đến chùa này rất là đông người, và chị có thể chia sẻ với Thuyên Ngân biết là nghĩ gì về ngày Tết khi mà chị đến đây? Dạ. Em thường xuyên tới là ngày chủ nhật, em cũng nghe thầy giảng đạo á, rồi em cũng thắp nhang cúng dường. Em thấy mọi người rất là dễ thương, thân thiện, nhất là ngày Tết ai cũng xôn xao chúc mừng năm mới. Chị có muốn gửi lời chúc Tết đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình không? Chúc Tết mọi người năm mới được nhiều mạnh khỏe, sức khỏe, dồi dào. Rồi làm ăn phát tài, ai cũng vui vẻ, thương yêu nhau. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị và chị tới bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp cô. Cô cho con biết quý danh cô tên gì ạ? Cô là Đàm Thị Nguyệt. Cô là Thị Nguyệt. Cô ơi, cô có hay đến chùa Đạo Quang này không ạ? Cô thì thường những ngày lễ lớn, những ngày Tết, rồi ngày rằm tháng 7, rồi những ngày lễ lớn thì cô mới tới được thôi, vì nhà cô cũng ở xa. Nhà cô ở xa. Cô tới cùng với gia đình là cô? Không, cô các con cô thì mỗi người ở một tiểu bang. Cô ơi, cô có cảm nghĩ vào ngày mùng 1 Tết khi mà mình tới đây gặp tất cả mọi người đều đến cầu nguyện, cầu siêu tàu cầu những cái ơn lành cho những ngày năm mới Tết đến, thì cô có cảm nghĩ như thế nào, và cô có điều gì muốn nói đến ngày lễ, ngày Tết này không ạ? Cô thì hôm nay là ngày đầu năm, cô đến đây thì cũng cầu nguyện cho gia đình, bản thân được mạnh khỏe và mọi sự được tốt lành, con cái thì được thăng tiến, các cháu theo hành thành đạt. Cô cũng chúc quý đài hôm nay đã cho cô một cái cuộc cho cô những cái câu hỏi. Cô cũng rất là vui và cô cảm ơn quý đài và chúc quý đài cũng vạn sự được như ý. Xuân đi rồi xuân đến cho dân gian. Ngân xin chào quý vị, rất là may mắn thì Ngân được gặp cô chú ngay tại chánh điện và đi cùng gia đình rất là hạnh phúc đến cầu nguyện. Thì Ngân xin hỏi là cô chú tên gì và cho quý vị khán giả được biết ạ? Dạ, chú tên là Tồn đó. Dạ, còn cô tên Hòa, Tồn Hòa. Cô chú ơi, mình có hay thường xuyên tới chùa Đạo Quang này không ạ?
thỉnh thoảng có cuối tuần. Xin kính chào quý vị khán giả. Vợ chồng chúng tôi ở ngay Ga Lình này 30 mấy năm rồi, mỗi độ xuân về vẫn đến chùa để thắp nhang cầu nguyện cho đất nước an lành và tất cả mọi người đều thân tâm an lạc, hạnh phúc với gia đình. Đầu xuân xin kính chúc đài và tất cả quý vị được mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe và đài sẽ tiến triển mãi. Cảm ơn cô và chú. Cảm ơn. Cũng chúc như bà, chúc mọi người đều vui khỏe, luôn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Mong đầu năm cuối năm gặp lại. Gia đình luôn hạnh phúc vơi đầy. Trên bước đường danh thời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say. Thiên Ngân xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần phóng sự tại chùa Đạo Quang với Thiên Ngân và anh Bảo Võ. Xin chúc cho quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng và bên cạnh gia đình thật là hạnh phúc. Thiên Ngân xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.